chúng ta bắt đầu. Thì hôm vừa rồi đó, sau khi mà sư thuyết những cái điều cơ bản về thiền định, nhất là khi mà nói về năm cái chi thiền ấy, thì sau khi thuyết xong thì khi về đưa lên mạng thì có một chú cư sĩ, chú góp ý là chú không có đồng ý. Có nghĩa là, nhưng mà chú nói thì rất là dễ thương. Chú nói là cái năm cái chi thiền ấy, quý vị còn nhớ năm chi thiền sư nói không? Tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. Thì chú này nói là khi mà đã nói là năm cái chi thiền, có nghĩa là nó đủ cái sức mạnh để nó diệt trừ đi, nó chèn ép đi những cái truyền cái, không làm cho năm cái truyền cái này nó có cơ hội nó trỗi dậy. Mà nó nói tới năm truyền cái, biết có ai còn nhớ năm truyền cái không? Tham, sân, cái gì nữa, trào cử, hôn trầm, hoài nghi. Thì chỉ khi nào năm cái thứ này gọi là năm chi thiền, khi nó có đủ cái năng lực và đủ sức mạnh, nó chèn ép năm cái truyền cái và nó có năng lực đưa cho mình chứng đắc thiền định, khi năm thứ này đồng thời có mặt, thì sư hết sức đồng ý với chú này. Sư hết sức đồng ý, tại vì chú nói đúng. Còn cái cách giảng lần trước ấy, thì có thể là do cách dùng từ của sư nó dễ gây hiểu nhầm. Là sao? Là khi mà mình đạt tới cái mức cận định thì mình tốt giỏi nhất ấy, là mình chỉ có được 4 cái chi thiền thôi. Có nghĩa là tầm, tứ, hỷ, lạc, còn cái nhất tâm nó chưa có đủ để tạo thành chi thiền. Vì sao? Vì như thế này nè, khi mà quý vị hành thiền ấy, có nhớ sư nói về cái sát na định không? Có nghĩa là mỗi một cái sát na mà cái tâm của mình nó có thể tập chú kiên cố vào cái đối tượng thiền định của mình mà nó không có chạy đi chỗ khác ấy, thì mình gọi nó là một cái sát na định. Thì cái quá trình hành thiền của mình từ một phàm phu mà đưa tới cái chuyện mà chứng đắc thiền định ấy, nó là một cái quá trình để mình gom những cái sát na định của mình, gom lại nó càng khắng khít càng tốt, nó càng dày đặc càng tốt, nó càng dày đặc càng tốt, tới cái lúc, tới một cái mức độ dày đặc nhất định. Nhất định là sao? Có nghĩa là những cái cơ hội để cho cái chuyện mà mình phóng tâm ấy, là mình nghĩ tới cái chuyện này, nghĩ tới chuyện kia, hoặc là những cơ hội để cho những cái phiền não nó xen vô, ví dụ như là tham, sân, hôn, buồn ngủ, rồi trạo hối, hoài nghi, nó không có cơ hội nó chen vô. Mà cái khả năng định tâm của mình nó kéo dài như vậy, tuy nhiên nó vẫn còn kẽ hở, thì mình gọi nó là cận định. Thì đối với một số người, do nó quá kháng khích rồi, thì họ đối chiếu là họ đã có 4 cái chi thiền trước, là họ đã có tầm, tứ, hỷ, lạc. Còn cái chuyện họ ngồi yên, họ tập chú vào cái đề mục thiền định của họ, nó liên tục như vậy, tại vì cái kẽ hở nó quá ngắn rồi, thì họ đạt tới cận định. Nhưng mà một số người, họ lại nhầm tưởng là họ đã đạt được cái kiên cố định, bởi vì cái khả năng định tâm của họ lúc đó nó đã rất là kiên cố. Và sở dĩ mà sư lặp đi lặp lại cái chuyện này là để tránh mình nhầm lẫn. Và khi mà mình hành thiền ấy, mình phải cẩn thận từng ly từng tí một. Bởi vì sư từng nghe một vị thiền sư vị này nói như thế này nè, là cái sơ thiền ấy, là năm cái chi thiền nó vẫn còn rất là yếu, cho nên là không nên quan sát vội năm cái chi thiền. Sư không đồng ý. Tại vì một khi mà mình đã đạt tới cái cận định thì 4 cái chi thiền tầm, tứ, hỷ, lạc nó đã kiên cố tới cái mức độ nhất định rồi, nó đã đủ mạnh để nó chèn ép những cái phiền não của mình, mà nó đủ mạnh để nó chèn ép những cái phiền não. Chỉ thiếu mỗi một cái là cái nhất tâm ấy, là cái sát na định của họ chưa có liên tục, nó vẫn còn kẽ hở thôi, cho nên
họ chỉ đạt tới cái cận định, chứ nó không có nghĩa là họ yếu tới mức độ mà không thể nhìn thấy. Có nghĩa là cái nhìn của vị thiền sư này, cái quan điểm của vị thiền sư này về các cái di thiền đối với sơ thiền nó có vấn đề. Vị này đã hạ thấp cái tiêu chuẩn đắc sơ thiền xuống, hạ thấp cái tiêu chuẩn đắc sơ thiền xuống. Cho nên không lạ gì khi mà rất nhiều vị hành giả có thể đắc thiền, tại vì cái tiêu chuẩn đắc thiền của họ đã hạ thấp xuống rồi. Thì thay vì là họ đắc sơ thiền hoặc thậm chí là chưa đạt tới cái mức đắc cận định, thậm chí họ chưa được cái cận định nữa mà họ tưởng họ đã đắc sơ thiền, nó hết sức nguy hiểm. Thưa sư, ví dụ như được đắc sơ thiền rồi, những vị sư đó còn sanh đi không? Không sao, tại vì nó đã chèn hết rồi. Thưa sư, những thầy thuyết pháp đó, cũng còn một số thầy còn sanh, không lẽ những thầy đó không có thiện? Nó có hai vấn đề như vậy nè. Cái thứ nhất là những vị pháp sư không có nghĩa là những vị đó phải đắc thiền. Ngay cả những vị pháp sư mà giảng về thiền không nhất thiết vị đó phải đắc thiền nhớ. Tại vì có một số vị do rất giỏi về pháp học, vị đó nghiên cứu rất là kỹ thì vị đó hoàn toàn có thể hướng dẫn, nhưng không nhất thiết vị đó phải đắc thiền. Cái thứ hai là cái chuyện mà mình đắc thiền ấy, thì ngay cái giây phút đó, ví dụ như đắc sơ thiền thì mình không còn tham, không còn sân, cái đó đúng. Nhưng mà khi mình xả thiền đâu dẫn vào đó, chỉ cái giây phút mà mình ở trong cái tầng thiền của mình ấy, là lúc đó là bảo đảm là không có cái chuyện cái nào nó nổi lên hết. Nhưng mà mình xả thiền ra là đâu dẫn vào đó. Nhưng mà nhớ như vậy nè, cái đâu dẫn vào đó của một vị từng đắc thiền nó khác với mình rất là nhiều. Nó giống như một cái xe đó, khi mà nó chạy với tốc độ cao mà nó tắt máy thì nó vẫn còn trớn để nó chạy một khoảng nữa, mà một khoảng nó sẽ dài ngắn tùy, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ không quá ngắn, đúng không? Cũng như vậy đó, một vị đã đắc sơ thiền hoặc với sư, thì sư thậm chí sư nói là một người đã đạt được mức độ cận định đi chăng nữa, những cái phiền não của họ đó đã nhẹ lắm rồi, là coi như là, tại vì sao, những cái chi thiền đó nó chèn ép hết những cái phiền não. Cho nên mặc dù là vị đó xả thiền nhưng mà những cái phiền não á, nó vẫn chưa có kịp nó trỗi dậy. Và nếu như nó trỗi dậy á, nó vẫn không có đủ mạnh, nó chưa có đủ mạnh. Và nếu như nó đủ mạnh á, vị này sẽ ngay lập tức nhận ra ngay. Nó giống như nhà mình á, rác nhiều quá thì có thêm một hai cục rác mình không biết, nhưng mà nếu như nhà mình sạch á, giống như nhà một căn nhà mới xây vậy đó, sạch không có một cái chút đồ đạc gì hết, nhà lau sạch không một chút bụi, thì chỉ cần một chút xíu dơ thôi là mình nhận ra ngay. Cũng như vậy, một vị đã đắc thiền nhưng mà khi vị đó xả thiền ấy, có phiền não vị đó nhận ra ngay, và ngay lập tức vị đó có cái cách để vị đó giải quyết, chẳng hạn như quay trở lại về đề mục thiền của mình để giải quyết cái chuyện đó. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như mình gặp cái phiền não nó lớn quá là ngay lập tức là cái chuyện mà mình đắc thiền á nó bỏ luôn, nó không có giúp gì được. Chẳng hạn như trong một kiếp, sư thường hay kể cái chuyện này, Bồ Tát ấy đang bay đắc thiền mà đang bay thì gặp hoàng hậu, coi như là đang tắm hay là đang đắp y như thế nào đó, tuột y rồi lột ra, thì Bồ Tát nhìn thấy bà hoàng hậu khỏa thân, thì cái dục nó cũng là một cái phiền não nó trỗi dậy, nó mạnh và khiến cho Bồ Tát mất thiền ngay lập tức, coi như lúc đi thì bay đi mà về đi bộ về. Cái đó có, tại vì cái đó phiền não quá mạnh đi. Tại vì sẵn đây đó thì sư lặp lại một vấn đề nữa, là khi mà trong quá trình mình hành thiền hết sức là cẩn thận, hết sức cẩn thận, và đừng có trông mong vì cái chuyện mà mình sẽ đắc thiền. Cái chuyện nào nó tới nó sẽ tới, nếu mình cứ tu đúng, nếu mình tu đúng, thực hành đúng, từ từ cái chuyện đắc thiền nó sẽ tới. Sư thì sư tin tưởng là trong số chúng ta
có người có khả năng đắc thiền. Sư tin tưởng cái chuyện đó, nếu như mà mình hành đúng và mình có những cái điều kiện thích hợp. Nhưng chính vì tin tưởng cho nên mình lại càng phải cẩn thận, chứ để tới lúc đó mình chưa có đắc mà mình tưởng mình đắc rồi mình đi lạc. Cái chuyện mà nhiều người tu thiền mà đi lạc nó nhiều lắm, như gì thành ra mình phải cẩn thận. Có ai đắc thiền mà không biết mình đắc thiền không? Không hề. Tại vì cô phải nhớ nè, khi mà năm chi thiền nó có mặt thì năm cái phiền não nó vắng mặt. Một trong năm phiền não là gì? Hoài nghi. Có nghĩa là khi vị đó chứng thiền, vị đó sẽ biết là vị đó chứng thiền. Nhưng mà có một số trường hợp ngoại lệ, ví dụ như Bồ Tát ở kiếp cuối cùng, khi mà Ngài còn là một đứa bé, hình như lúc đó Ngài mới 7 tuổi, Ngài ngồi xem người ta trong cái lễ hạ điền ấy, thì Ngài thấy người ta cài cuốc rồi dung dế này nó chết, rồi con chim thì nó bắt dung dế nó ăn, rồi thợ săn thì canh bắt mấy con chim, thì Ngài chán quá, Ngài bỏ vô gốc cây Ngài ngồi và Ngài theo dõi hơi thở. Ngay lập tức Ngài chứng sơ thiền, mà chính vì Ngài quá nhỏ Ngài không biết đó là gì hết, rồi Ngài bỏ. Cái đó có. Nhưng mà trong hầu hết các cái trường hợp do hoài nghi của mình đã vắng mặt rồi, cho nên nếu mà mình chứng sơ thiền mình sẽ biết. Thành ra mình cái chuyện mà chứng đắc ấy, cái nào tới thì nó sẽ tới. Quan trọng là khi mà mình hành thiền hết sức cẩn thận và đi từng bước, chứ đừng có vội vã và đừng có trông mong là tôi sẽ đắc cái này, tôi sẽ đắc cái kia. Bản thân nó là một cái chướng ngại. Nhớ như vậy. Và sẵn đây thì sư nói về cái vấn đề mà góp ý. Thì có nhiều lúc á, bản thân mình thì không phải là một vị thánh, mà ngay cả một vị thánh cũng còn dướng phải chuyện khen chê. Nhớ như vậy. Cho nên khi mà người ta góp ý với mình, mình phải coi coi là họ nói đúng hay nói sai cái đã. Chứ không lý nào khi mà người ta góp ý bắt đầu là mình quay qua mình soi, coi như anh là cái gì mà anh dám anh nói chuyện với tôi, anh là cái gì mà anh dám anh chỉ trích tôi, rồi bản thân anh có sai hay không. Đó. Không lẽ bây giờ người ta coi, người ta góp ý với mình thì mình phải coi coi là người ta nói như vậy đó là nói đúng hay nói sai. Chứ mình không thể nào mình dùng một cái thái độ là mình quay qua mình soi cái người mà nói mình ấy, để coi họ có cái lầm lỗi gì hay không. Theo sư cái chuyện đó là chuyện không nên. Và hình như gần đây những cái vụ lùm xùm gần đây thì cũng tương tự như vậy. Khi mình người ta nói lỗi mình ấy, thay vì mình nhìn nhận là cái lỗi đó nó đúng hay nó sai, thiên hạ quay qua nói nhau là tại sao anh em trong nhà mà lôi cái lỗi của nhau ra mà nói, không biết binh vực nhau. Hay là có người lại nói là anh cũng vậy mà sao anh lấy cái quyền gì anh nói tôi. Quý vị còn nhớ là khi mà sư giảng cái bài kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt ấy, mình có bốn cái pháp thiên vị, quý vị nhớ không? Thứ nhất, thiên vị vì tham, có nghĩa là mình có dính dáng một chút xíu quyền lợi ở trong đó, cho nên khi mà người ta đụng chạm tới là mình chịu không nổi, mình phải phản ứng, mình sẽ thiên vị. Cái thứ hai là thiên vị vì sân, có nghĩa là cái lỗi của tôi đúng sai cái là chuyện của tôi, anh không có quyền gì anh nói hết. Thì họ giống như là một cái ổ kiến lửa vậy đó, chỉ cần mà động vô thôi họ sẽ cắn tất cả mọi người, không cần biết họ đúng hay họ sai, không cần biết họ có liên quan hay không. Đó là thiên vị vì sân. Cái thứ ba là thiên vị vì si, có nghĩa là cái chuyện đó đúng sai họ không biết, nhưng mà cái đó là chùa nhà, hoặc cái đó là vị thầy của mình, hoặc cái đó là anh em trong nhà mình, là mình binh. Thí dụ như người ngoài họ dạy con của mình, dạy cháu mình, là mình bắt đầu là mình sừng sồ với người ta, mình ra ngoài là mình gây lộn. Tôi không cần biết anh chị nói đúng hay nói sai, nhưng mà cái đó con cháu tôi chỉ có một mình tôi được dạy thôi, người ngoài không có quyền xí vô. Cái đó có. Đó, cái đó là thiên vị vì si, không cần biết đúng hay sai. Và điều cuối cùng là thiên vị vì sợ, có nghĩa là họ sợ đụng chạm, họ sợ mất quyền lợi. Tại vì có thể là người, cái đối tượng đó là họ ở trên mình,
mình sợ đủ mọi thứ hết, ví dụ như họ là sếp mình, thành ra mình không dám nói. Họ là thầy của mình không dám nói nhiều. Thì trong kinh Giáo Thọ Thích Ca La Việt, Đức Phật nói bốn cái pháp thiên vị này nó sẽ đưa chúng sanh xuống dưới địa ngục. Bởi vì sao? Khi mình có bốn cái sự thiên vị này ấy, mình không biết được đâu là đúng đâu là sai, và mình sẽ hành xử theo cái cảm tính, và cái cảm tính của mình thì thường sai nhiều hơn đúng. Cho nên hết sức cẩn thận khi mà có một ai đó chỉ cái lỗi sai cho mình chỉ việc nhìn nhận là họ nói đúng hay nói sai thôi là được rồi. Nếu mà nói sai thì mình sửa. Như là cái lần vừa rồi đó, thì cái chú này chú góp ý sư thì sư sa thú, tại vì chú này nói đúng. Và bản thân sư trong cái bài giảng lần trước thì có thể là cách nói của sư chưa có chính xác, khiến cho một số người hiểu nhầm. Và nhân đây thì sư cũng nói sơ qua một số thứ trên ở trên mạng gần đây ha. Là khi mà nói về cái chuyện mà oan gia trái chủ, tại vì có một số Phật tử hỏi sư, sư nói có, tại vì bản thân mình sống trong cuộc đời này luôn luôn có những người mình thích và những người mình ghét, ngay cả loài người với nhau mà còn có những người mà mình không ưa nữa, mà thì huống chi là trong dòng sanh tử luân hồi sẽ có rất nhiều những chúng sanh từng có oan trái với mình nhiều lắm. Và cái kiếp này có thể họ không được làm người, họ làm một cái hàng phi nhân nào đó, hoặc có thể họ làm chư thiên, hoặc thậm chí họ làm người. Nếu họ làm người thì họ ghét mình ra mặt và mình biết cái chuyện đó. Nhưng mà có những cái hàng khuất mặt mình không nhìn thấy. Thì nôm na đó, cái Việt Nam mình xưa giờ vẫn gọi nó là oan gia trái chủ, thì cái chuyện đó có. Nhưng mà cách giải quyết nó như thế nào mới là cái chuyện quan trọng. Thì cách giải quyết thứ nhất là mình làm phước và mình hồi hướng phước cho người ta. Chứ người ta giận mình thì mình chỉ cần mình tặng quà cho họ là hết chuyện chính. Vậy chỉ là giả sư là chuyện trên nói về chùa Ba Vàng, thì cái chuyện đó sư nghĩ sao về cái gì mà nhân trái Thì chủ đó? sư nói tốt nhất là mình có thể mình làm phước và mình hồi hướng phước cho người ta. Thì khi mà mình làm như vậy đó, thì cái đối tượng mà oan trái với mình họ nhận được phước, thì mình sẽ hóa giải những oán thù, mình có thể hóa giải những oán thù. Nhưng mà mình không phải hóa giải theo cái kiểu mà mình quăng một cục tiền cho một cái đối tượng nào đó và bắt họ làm lễ làm phép họ làm cho mình, không có chuyện đó đâu. Chỉ trong kinh có một số trường hợp, ví dụ như vị vua hoặc là một số người thì họ làm lễ cho tăng, thiết lễ cúng dường, hoặc là họ đem họ đi bố thí, rồi họ dùng cái phước đó đó họ mở miệng họ nói đàng hoàng, họ nói ra thành lời. Có nghĩa là ví dụ như phước này thuộc về thân bằng quyến thuộc của tôi, thì tất cả những thân bằng quyến thuộc có được hưởng. Hoặc là phước này, cái phước mà tôi làm đây thuộc về một cái đối tượng nào đó. Như mình thường hay phát nguyện ấy, hồi hướng ấy, ví dụ như là do sự phước báo mà tôi đã trong sạch làm đây ấy, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng. Đơn đơn cử là như vậy. Những trường hợp đó họ sẽ hưởng được. Tại vì nó có nhiều vấn đề rắc rối lắm, mà như nãy sư nói nó giống như là một ổ kiến lửa vậy đó, đụng vô là sẽ bị cắn bất kể đúng sai, cho nên nó cũng khá là nguy hiểm. Và cái vấn đề thứ hai là như vậy nè, cái chuyện mà mình làm phước mình hồi hướng đó, thưa quý vị, ngay cả cái phước đó nói tới nói lui đi chăng nữa nó chỉ là bặt cắt thôi. Cái chuyện mình bố thí cúng dường ấy, nếu nói về phước nó chỉ là bặt cắt. Còn nếu như mà mình muốn nói theo cách xã hội tí xíu, là mình muốn chơi lớn ấy, thì mình có một cách tốt hơn, đó là mình rải tâm từ. Tại vì sao? Đức Phật nói một người dùng trọn cả một đời đi bố thí, ai xin cái gì cũng cho, không bao giờ oán hận. Cho suốt một đời như vậy cho tất cả chúng sanh, không bằng một người chỉ trong một cái khẩy móng tay mà họ rải tâm từ.
hoặc sống bằng tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Nhớ như vậy. Cho nên cái chuyện mà mình làm phước, mình làm từ thiện, mình hồi hướng, chuyện đó chuyện tốt, không có sai. Nhưng mà mình phải ý thức rõ những cái chuyện mình làm, cái phước nó vẫn là nhỏ bé không đáng kể. Muốn có được cái phước báo lớn hơn thì mình phải biết rải tâm tự. Và một trong những cái phước báo của việc rải tâm tự là cái người thường xuyên sống bằng từ tâm, họ sẽ không có kẻ thù. Kẻ thù dù là loài người hay là loài phi nhân, có nghĩa là những loài khuất mài khuất mặt ấy, người thường xuyên sống bằng tâm từ, họ sẽ không có kẻ thù, họ sẽ thường được yêu mến. Cho nên thay vì mình tốn tiền tốn bạc, mình đem cầu người này mình đem cầu người kia, không bằng quý vị dành thời gian ra quý vị học cách rải tâm từ. Sở dĩ sư nói cái vấn đề này là coi như sư quảng cáo tí xíu, là dạo gần sư có chủ trương là mình thực hành đề mục thiền định là mình rải tâm từ, nó rất là có lợi. Nếu xét về phước, nó còn có lợi hơn cái việc là sư tổ chức một cái nhóm làm từ thiện. Nếu nói về phước, cái thứ hai là khi mình rải tâm từ như vậy, cuộc sống của mình nó sẽ dễ chịu hơn, nó sẽ từ từ nó hóa giải những cái oan trái nhiều đời nhiều kiếp của mình. Đối với những người có oan trái với mình, từ từ mình sẽ hóa giải, nó lợi hơn rất là nhiều. Chứ không lẽ bây giờ một người oan trái với mình đem 10 triệu mình đem vô mình cúng ông này mình cúng ông kia, rồi thêm người oan trái mình lại đem thêm 10 triệu mình đem cúng ông này cúng ông kia nữa, bao nhiêu cho đủ? Nên nhớ gì, bao nhiêu cho đủ. Cái số người mà từng oan trái với mình nhiều đời nhiều kiếp nó nhiều lắm thưa quý vị, nhiều lắm. Thành ra trị nhất thời thì mình có thể mình làm phước, mình hồi hướng phước cho người ta. Nhưng mà để trị mà tận gốc ấy, là mình phải học cách rải tâm từ. Và tốt hơn nữa là mình phải ý thức được là cho tới chừng nào mà quý vị còn luân hồi là chừng đó là mình còn oan trái. Đời này ấy, mình biết rải tâm từ, mình không có kẻ thù, nhưng mà mình chưa có giải thoát sanh tử. Đời sau kiếp khác, mình không biết tu, mình lại tiếp tục gây oan trái với người ta, lại tiếp tục sanh tử luân hồi, tiếp tục làm khổ nhau đời đời kiếp kiếp. Thành ra ngay cả những cái đối tượng mà mình nói là tiếng sét ái tình, đừng có tin. Tại vì rất nhiều những cặp kẻ thù truyền kiếp của nhau ấy, thù nhau lắm muốn đâm chết nhau, mà chính vì cái nghiệp đó khiến cho họ đời này gặp nhau, yêu nhau, cưới nhau để chi? Hành hạ nhau, bị đánh gần chết luôn mà muốn bỏ không bỏ được, khổ muốn chết luôn mà kêu bỏ không bỏ, nói như vậy. Thành ra oan trái của mình nó nhiều đời nhiều kiếp, mình phải biết cách mình hóa giải. Cái đó không có nha. Khi mà cái nghiệp nó tới là ngay cả chí phèo thì não thôi nó vẫn yêu nhau. Tôi gặp nhiều trường hợp rồi, cái người đó nhìn nó không ra cái gì hết mà yêu muốn chết luôn, bỏ không bỏ. Nói vậy đó, chứ đừng nói là họ phải đẹp, không nhất thiết. Rồi, thôi mình tiếp tục vô cái phần bài vở. Thì nhắc tới định thì nó có 3 loại. Thứ nhất là cái định mà nó dự phần vào thối giảm, có nghĩa là cái định mà nó bị suy giảm. Thì cái định khi mà mình tu tập thiền định ấy, mà cái định của mình suy giảm khi nào? Khi mà mình có những cái suy nghĩ liên quan tới dục. Khi mà quý vị hưởng dục là định nó sẽ suy giảm. Cho nên ấy, hồi nãy sư mới nói đó, cái người mà chứng thiền thì khi họ xả thiền đâu vẫn vào đó, nhưng mà do họ đã từng sống ở trong thiền định, họ đã từng chứng thiền, cho nên khi mà cái phiền não nó nổi lên
cụ thể là những cái dục. Dục ở đây ví dụ như muốn được nhìn cái này, ngắm cái kia, ngắm những thứ đẹp, nghe những cái âm thanh hay, hoặc ngửi cái mùi thơm, hoặc thích xúc chạm. Tất cả các thứ đó mình gọi là dục. Khi những thứ đó khởi lên, một người thường xuyên tu tập thiền định, mà mình gọi là thường xuyên chánh niệm, họ sẽ ngay lập tức họ nhận ra. Và khi họ nhận ra, họ sẽ có cách giải quyết. Cho nên có lần có một câu hỏi, coi như hỏi vui, hỏi là người chánh niệm có hút thuốc không? Thì nó như thế này nè quý vị. Một người mà thường xuyên chánh niệm, khi mà cái cơn thèm thuốc nổi lên, bản thân nó là tham dục đúng không? Thì ngay lập tức họ ghi nhận, họ biết liền. Nếu như họ sống trong chánh niệm, họ sẽ biết ngay và họ tìm cách họ giải quyết. Và chắc chắn họ không giải quyết nó bằng cách là hút thuốc. Bởi vì sao? Một người khát nước thì sẽ không uống nước muối, không uống nước biển. Dùng nước biển mà để giải khát thì càng uống càng khát. Nếu mà dùng cái dục để mà thỏa mãn cái dục thì dục nó sẽ tăng trưởng. Nhớ như vậy. Cho nên cách hành xử của một người có tu tập nó khác với cách hành xử của người thường. Cách hành xử của người thường, nếu như họ thích ăn ngon, họ sẽ tìm cái món ngon họ ăn. Nếu như họ thích ngửi cái mùi thơm, họ sẽ tìm cái mùi thơm để họ ngửi. Nhưng người có tu tập, họ sẽ phân biệt được cái nào họ thích và cái nào họ cần. Cái họ thích bản thân nó là dục, họ sẽ ngăn trừ. Còn cái họ cần, ví dụ như đói, họ cần ăn thì họ sẽ ăn. Còn cái chuyện thức ăn ngon hay dở, nhiều hay ít, nó không quan trọng. Cho nên ý, khi mà mình tu tập mà mình để cho các cái dục nó chi phối, mình đi mình hưởng dục. Nếu như mà mình không hưởng dục, thậm chí mình không hưởng dục nhưng mà mình suy nghĩ về dục, thì chắc chắn nó sẽ thối giảm. Như có lần Đức Phật nói với một vị Bà La Môn, Đức Phật nói có một số người họ ưa thích quan hệ với người nữ. Thì những người đối với những bậc chân tu á, thì họ thấy là cái hoạt động tính dục nó sẽ dẫn họ đi xuống chứ nó không dẫn họ đi lên. Cho nên một số bậc họ ly dục bằng cách là họ không còn quan hệ nam nữ nữa. Nhưng Đức Phật nói tuy nhiên với những người họ không còn quan hệ nam nữ nhưng mà họ còn thích cái sự hôn hít sờ chạm đối với người khác giới, cụ thể là ở đây là nó đang nói về người nữ, họ còn thích những cái sự đụng chạm xoa bóp của người khác giới, thì người đó họ sẽ vẫn còn khổ, họ vẫn không thoát được các cái dục, họ vẫn còn sa đọa. Vậy Đức Phật nói tiếp, nhưng mà đối với những người họ thấy được cái tai hại của việc xúc chạm đối với người nữ, họ không xúc chạm nữa nhưng mà họ còn thích nói chuyện với người nữ thì vẫn chưa có khá, thì họ sẽ vẫn còn cơ hội để họ sa đọa, họ vẫn không tiến bộ. Đối với những người họ thấy được sự nguy hiểm trong cái chuyện mà tiếp xúc nói chuyện với phụ nữ, họ không nói chuyện với phụ nữ nữa nhưng mà họ còn thích nhìn phụ nữ, thì họ vẫn không thoát khỏi cái lưới của dục và họ sẽ còn sa đọa. Đối với những người họ nhìn thấy được cái sự nguy hiểm trong cái sự nhìn ngắm người khác giới, họ không nhìn ngắm người phụ nữ nữa nhưng mà họ còn suy nghĩ về phụ nữ, thì họ vẫn còn cơ hội để sa đọa. Cái định của họ sẽ vẫn còn thối giảm, nó sẽ bị ô nhiễm. Cái con đường tu tập của họ nó vẫn chưa đi đến đâu. Cho nên ấy, gọi là định mà dự phần vào thối giảm, có nghĩa là khi mà mình còn hưởng thụ các cái dục, dầu là trong suy nghĩ, thì nó sẽ khiến cho cái việc tu tập của mình nó bị ô nhiễm và nó sẽ bị thối giảm, nó sẽ bị suy giảm. Nếu như vậy,
Thành ra có một số cư sĩ tại gia họ hỏi là tại sao mà người tại gia cư sĩ họ có thể chứng thánh gì mắc mớ chi vô chùa. Thì xin thưa, nếu như ở nhà quý vị mà chứng thánh được ấy, là quý vị đã sanh vào cái thời kỳ của Đức Phật. Mình không có sanh vào thời này đâu. Tại vì sao? Thời Đức Phật họ hoàn toàn có thể giữ bát quan trai giới rất là dễ dàng. Thời nay cụ thể là sư ví dụ như trường hợp Ngài Giới Nghiêm, Ngài là tại gia cư sĩ mà Ngài đắc thiền định nha. Thiền định Ngài đắc định nha. Ngài là tại gia cư sĩ, Ngài có vợ có con. Nhưng mà quý vị nên nhớ là khi mà Ngài đi làm là Ngài làm ở sở thú y. Đi làm về chạy vô chùa, có xây dựng sẵn cái cốc ở trong, ngồi thiền tới sáng đi làm tiếp. Coi như có vợ, vợ thì có đó, nhưng mà cũng gần như là cách ly. Chẳng qua là vợ của Ngài vẫn còn luyến ái cho nên là không có cho đi tu. Chẳng thà ông dạy tôi nuôi chứ ông không có cho ông đi tu. Nói vậy. Rồi mà hỏi là tại sao là Ngài là phải chui vô trong chùa để mà Ngài hành thiền. Tại vì khi mà Ngài ở nhà Ngài hành thiền ấy, bà phá, bà vợ bà phá. Phá là sao? Đang ngồi thiền ở trong mùng bà chui vô trong mùng bất hiệu. Thì bằng cái năng lực thiền định, Ngài Giới Nghiêm Ngài thấy là người vợ của mình ấy, nó đang giống như là đang có một cái ngọn lửa ở trong người. Và khi mà bà chui vô trong mùng là cái ngọn lửa nó chuẩn bị nó táp của ông. Cho nên là Ngài đuổi vợ ra ngoài. Đuổi gì thấy. Cái lửa dục nó ghê gớm. Và thậm chí khi mà Ngài Giới Nghiêm Ngài ở yên ở trong phòng, Ngài đóng cửa lại rồi. Ngài đóng cửa mà bà vợ bà ở ngoài bà thủ thủy thủ thì á, bà vừa thì tới cái mức độ là Ngài tông cửa Ngài chạy lên chùa. Quý vị đừng có nói là ở cái chuyện mà tu tại gia mà có thể chứng đắc cái này chứng đắc cái kia, nó không có dễ đâu quý vị. Tại vì sao? Mình chỉ cần mình dính tới dục một tí xíu thôi là cái định của mình nó sẽ suy giảm liền. Khó. Cái chuyện đó thì mình đâu có đọc được tâm của họ đâu mình biết. Những câu hỏi như vậy là mình phải rất cẩn thận. Bởi vì sao? Mình không có thần thông để mình đọc được tâm thì mình không thể biết được là khi mà họ tiếp xúc như vậy họ có nhiễm dục hay không. Mình hoàn toàn mình không biết. Ví dụ như bây giờ thì thầy nói về cái nhà như là chẳng 20 bạn thôi, mình nói như vậy thì có bị gì không? Mình không biết được. Tại vì như vậy nè, cô có còn nhớ cái câu chuyện mà cổng cô gái qua sông không? Có nghĩa là một vị sư, vị này cổng cô gái qua sông, hai huynh đệ đi chung với nhau, thì một người anh, thì người sư huynh ấy cổng một cô gái qua sau bên sông, thì người sư đệ gút mắt ở trong bụng, rồi mãi tới lúc mà về chùa là ông sư đệ nói là tại sao sư huynh coi như là giới luật mà sư nhớ là cái giới tăng tàn ấy là không được xúc chạm phụ nữ, mà sư đi mà chẳng những sư đụng mà sư còn cổng người ta qua sông nữa, mà sư tính như vậy là sư tính sao mà từ đợi mà từ lúc mà đi xong tới bây giờ không nói năng tiếng nào hết, tôi tức quá tôi chịu nổi. Thì ông sư huynh ông nói sư huynh đặt cái cô gái ở ngay cái bờ sông rồi mà để đem cái cô gái về tới cổng chùa để làm gì. Thì cái vấn đề ở đây, với cái nhìn của một, với cái nhìn ở góc độ luật ha, thì khi mà thậm chí là xúc chạm phụ nữ, cụ thể là cổng hay là ôm cổng, khi xúc chạm phụ nữ, tâm của vị đó, nếu như tâm vị đó có nhiễm dục, do dục nó thôi thúc, vị đó có sự thỏa thích, có sự hứng thú, vị đó sẽ phạm tăng tạng. Còn nếu như tâm vị đó chánh niệm tỉnh giác,
từng ly từng chút một, không rời cái đề mục thiền định của mình hoặc là thiền quán, thường xuyên chánh niệm tỉnh giác, không để cho các cái tâm ái dục có cơ hội xen vô, thì vì đó không sao hết. Cho nên cái vấn đề này nó rất tế nhị ở chỗ là mình không thể đọc được tâm của người ta, mình không biết. Nhưng mà sư lại có một cái vấn đề như vậy nữa nè, là khi mà mình chánh niệm, tại vì quý vị ít có cơ hội mà quý vị sống ở trong chánh niệm ở một cái thời gian dài, thì có những giai đoạn thôi, sư không nói là sư hoàn toàn bộ sư sống trong chánh niệm, nhưng mà có những giai đoạn mình chánh niệm, mình tu tập ấy, thưa với quý vị, ngay cả cái chuyện mà đi tắm nó cũng là phiền, nó mất thời gian lắm. Dành cái thời gian đó mình tu tập để chú tâm vô đề mục của mình nó sướng hơn. Và tới cái mức độ mà thậm chí cái chuyện mà mình đi vệ sinh nó cũng là phiền. Tới cái mức độ mà mình khát, mình cầm chai nước là mình uống nó cũng là phiền. Có nghĩa là khi mà mình tu tập mà mình chánh niệm thường xuyên như vậy, mình hạn chế tối đa những cái chuyện mà mình phải làm thêm. An trú trong thiền của mình là đủ rồi, huống chi là mình đi ra ngoài và thậm chí mình cõng cô gái, hoặc là mình kiếm cái chuyện này chuyện kia làm. Như có người nói tôi tỉa cây thì cũng thiền, pha trà cũng thiền, rồi đi bộ ngắm cảnh này nọ kia cũng là thiền. Sư không đồng ý. Tại vì nếu như quý vị thật sự chánh niệm ấy, ngay cả một chút xíu cái chuyện thêm vô quý vị cũng thấy phiền. Thật sự chỉ có người có tu tập, có chánh niệm trong cái thời gian, một thời gian nhất định, họ mới thấy được cái điều này. Còn người bình thường chỉ biết đọc sách không thôi, họ không có tu tập, họ lý luận đủ thứ hết. Thì như trong trường hợp của cô cũng vậy thôi. Nếu như vị này sống trong chánh niệm thì cho dù vị đó có về nhà đi chăng nữa, có gặp vợ gặp con đi chăng nữa, mà vị này sống trong chánh niệm thì chẳng có vấn đề gì hết. Nhưng mà theo như những kinh nghiệm cá nhân của sư thôi, thì nếu như mà mình sống trong chánh niệm ấy, thì nếu như không có cái việc gì bất khả kháng thì chả ai về nhà để làm gì. Thật sự. Nhưng mà cái mấu chốt là khi hồi trước đó mình thích thương cái thầy đó, nhưng mà mình chỉ thấy là mình giảm tình cảm gì và cá nhân mình có bị tội sự, tại vì mình kính trọng, nhưng mà bây giờ cái kính trọng nó đã giảm xuống nhiều rồi. Thì cái vấn đề nó như vậy nè, thì có thể là mình khi mà mình bớt đi cái sự kính trọng của một với cái một vị thầy ấy, thì mình có thể mình tránh mặt đi, hoặc mình tìm cách nào đó mình giải quyết đi. Tại vì cái đối tượng của mình nó là một vị tăng, một vị tăng. Mà khi mà mình cảm thấy do vì lý do nào đó mà mình không còn đủ nhân duyên với vị này nữa, thì ít nhất chỉ là trong tâm của mình không còn mến vị này nữa, mình hoàn toàn có thể đi, mình đi qua vị khác, không sao hết. Nên tránh tối đa cái chuyện mà mình công kích, cho dù cái vị đó có sai đi chăng nữa. Tại vì khi mà mình công kích ấy, bản thân nó làm bất thiện nghiệp, nó như vậy. Và khi mà nghe pháp nó cũng vậy. Ví dụ như khi mà nghe một vị nào đó nói pháp, có thể là mình không thích cá nhân vị đó, cho nên khi mà vị này ngồi lên pháp tòa, vị này nói chuyện mình không ưa, mình đi chỗ khác, không sao hết. Do cái vấn đề oan trái cá nhân nó không sao hết. Nhưng mà nên tránh cái trường hợp mà vì mình không thích cái vị thầy này mà vị thầy này nói cái gì mình cũng bác. Nên tránh. Tại vì cái mình bác đó có thể là mình đang bác chánh pháp. Có thể, còn cái chuyện mà thương thích cá nhân, đó là cái chuyện cá nhân của mình. Nhưng mà mình nên phân biệt rõ cá nhân với nhau, còn cái pháp nó lại là một vấn đề khác. Chứ nhiều người ghét một vị thầy, coi là vị này nói cái gì là mình cũng bác. Thích một vị thầy, thầy mình nói cái gì mình cũng theo. Thì cái đó hồi nãy sư có nói là thiên vị vì thương và thiên vị vì sân. Cái đó mình nên tránh. Và quay trở lại bài, thì cái thứ hai là cái định, mà gọi là định nó dự vào tù động, định dự phần vào tù động.
nó giống như là cái ao nước tù động vậy đó, ao nước động vậy đó. Thì cái định của mình nó cũng có cái gọi là định mà nó bị dự phần vào tù động. Là sao? Có nghĩa là khi mà mình hành thiền ấy, mà mình có cái cảm giác an lạc, mình có những cảm giác mình an vui. Nhiều người họ ngồi thiền họ thấy hào quang, nhiều người ngồi thiền họ thấy cơ thể họ nó mát lạnh, nó thoải mái, rồi họ chích dí ở đó. Lần sau ngồi thiền họ chỉ muốn vô lại đúng cái trạng thái đó, rồi họ tận hưởng hết cái thời thiền. Họ ngồi cả đời 10 năm, 20 năm, 50 năm họ chỉ thấy vui thôi, và chỉ vui là hết rồi. À, không tiến xa hơn được nữa. Thì những người như vậy là họ dậm chân tại chỗ. Và đối với những người họ đạt được cận định, thì họ thấy là cái cận định của họ nó đã quá sung sướng rồi, nó quá thoải mái rồi, họ không có nhu cầu đi lên nữa, thì họ chích dí ở cái cận định. Rồi có người thì họ chứng sơ thiền, họ không muốn đi tới những cái tầng bậc cao hơn, họ chích dí ở sơ thiền. Chuyện đó chuyện thường xuyên xảy ra. Tại vì á, quý vị ngồi thiền ít quá, mình ít khi mà mình sống ở trong thiền, cho nên là mình ít cái sự trải nghiệm, cái sự an lạc ở trong thiền. Mà bản thân cái sự an lạc trong thiền nó là một cái thứ thuốc phiện đó, thưa quý vị. Ai mà trải qua rồi đó, nó phê ghê lắm. Và mình rất khó để mà mình bỏ nó, để mà mình đi lên cái tầng thứ cao hơn, nó khó ghê lắm. Cho nên cái người học đạo, nhất là học đạo mà hiểu giáo lý, mình phải biết tất cả những thứ mà mình trải nghiệm ấy, nó đều là cái để mà mình vượt qua. Chỉ có vượt qua mới đi đến cái cao hơn. Giống như muốn lên được lầu 2 thì mình phải bỏ lầu 1, muốn lên được lầu 3 mình phải bỏ lầu 2. Chứ nhiều lúc mình chỉ vì yêu mến một cái khóm hoa, yêu mến một cánh cửa, mình cứ ở lại mãi ở đó là mình không tiến lên được. Mấy cái chuyện này mà mình phân tích thì nó có nhiều chuyện để nói lắm. Nhưng mà thôi thì giảng cho nó đi tiếp. Thì cái tù động này nó còn có một cái vấn đề nữa là cái đề mục thiền của mình. Tới đó là hết. Nó không giúp mình đạt tới cái tầng thiền cao hơn. Ví dụ như thì đó cũng gọi là tù động. Ví dụ như những cái đề mục tùy niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên. Ví dụ như vậy, những cái đề mục đó nó chỉ đưa mình đạt tới cận định là tối đa. Nó không thể giúp mình chứng thiền. Thì khi đó mình cũng có thể gọi đó là định dự phần vào tù động. Nhưng mà đừng vì cái chuyện đó mà mình coi thường, bởi vì những cái đề mục thiền mà dẫn tới cận định, nhất là 6 cái đề mục tùy niệm này, nó là một cái có thể xem như là ngoại lệ. Có thể xem như là ngoại lệ. Bởi vì sao? Ví dụ như khi mà mình niệm Phật ấy, do cái đối tượng của mình là ân đức của Đức Phật, thì cái ân đức đó nó quá sâu đi. Chính vì nó quá sâu cho nên mình không thể chứng thiền được. Cái nguyên nhân mình không thể chứng thiền là do nó quá sâu xa, chứ không phải là do giới hạn của cái ân đức Phật. Nhớ như vậy. Và một người niệm Phật mà niệm ân đức Phật đó, theo như đề nghị của Thanh Tịnh Đạo, thì khi mà họ niệm như vậy, bản thân họ ngay lúc đó chính là một ngôi bảo tháp. Và các cái phiền não không có cơ hội tấn công họ. Họ sẽ được bảo vệ. Cho nên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, thì ba cái đề mục tùy niệm này được xem như là ba cái đề mục bảo hộ. Nó còn đi kèm với là niệm sự chết nè, rồi tứ vô lượng tâm. Những cái đề mục đó được xem như là đề mục đặc biệt có tác dụng bảo hộ cho cái người hành trì. Thành ra cái này mình nên xem nó là một
cái ngoại lệ. Mặc dù có thể nói là mình xếp nó vô cái tù động đó, nhưng mà mình không có nên xem thường. Chỉ có cái là mình chết dí ở một cái cảnh giới nào đó mà mình không đi đến cái tầng thiền cao hơn, thì đó mới xứng đáng gọi là tù động. Cái thứ ba là định mà dự phần vào thù thắng. Thì cái này nó đơn giản là những người mà họ liên tục vượt qua những cái mà họ đạt được để hướng đến những cái tầng bậc cao hơn trong thiền định, thì mình gọi nó là thù thắng. Ví dụ như những người chưa đạt được cận định thì họ tiến tới cận định, đạt được cận định rồi họ tiến tới kiên cố định, có nghĩa là tiến tới sơ thiền. Người chứng được sơ thiền, họ tìm cách họ bỏ tầm để chứng nhị thiền, có được nhị thiền bỏ tứ chứng tam thiền, rồi tiếp tục họ bị bỏ dần, bỏ hỷ, bỏ lạc, cho tới cuối cùng họ chứng được ngũ thiền. Ngũ thiền theo A Tỳ Đàm và tứ thiền theo Tạng Kinh, là chỉ còn xả thôi, định và xả, coi như họ bỏ dần dần. Chứ còn đối với những người mà họ thích cái hỷ lạc ấy, mà kêu họ bỏ hỷ bỏ lạc họ chịu không nổi. Cho nên mình phải tiến dần, giống như tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Thì ban đầu mình tu tập nè, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, nó giúp mình lên được tam thiền. Thì cái người tu á, đặc biệt là cái đề mục tứ vô lượng tâm, ví dụ như mình tu đề mục từ tâm, ngay khi mà mình chưa có chứng thiền gì hết ấy, thì mình cũng sẽ cảm nhận được cái sự an lạc. Những đề mục khác thì nó không có bằng. Riêng đề mục tứ vô lượng tâm, ngay cả mình chưa có chứng thiền đi chăng nữa, mình vẫn cảm nhận được cái sự an lạc của cái tâm từ, cảm nhận được sự an lạc, và mình tiến dần lên. Nhưng mà lên tới tam thiền rồi đấy, là mình phải bỏ luôn cái lạc. Mình phải bỏ luôn cái lạc thì mình mới tu được cái bước cuối cùng, là tu tập cái tâm xả vô lượng tâm. Tại vì khi mà mình tu tập xả vô lượng tâm ấy, là mình không còn cái chuyện hỷ lạc nữa. Cho nên ứng dụng cái tứ vô lượng tâm trong cái cuộc sống hàng ngày, người có tâm từ gặp ai cũng thương, gặp ai cũng thương. Có tâm bi, thấy ai khổ thì mình cũng giúp. Có tâm hỷ, thấy ai được cái gì là mình cũng vui cho người ta. Nhưng mà có những cái lúc mình thương người ta, mình giúp người ta, nhưng mà cái nghiệp của họ tới mà mình giúp không được nữa, thì mình phải ứng dụng vô cái tâm xả. Có nghĩa là họ có nghiệp của họ, mình giúp như vậy mình đã giúp hết sức rồi. Thì người có cái tâm xả, biết ứng dụng tâm xả, họ sẽ không có nặng lòng. Chứ còn nhiều người á, mình giúp người ta, mình cố sức mình giúp, nhưng mà giúp không được, hoặc cái người mình giúp họ không có như ý của mình, họ không như ý muốn của mình, thì mình bắt đầu là mình tức giận, mình bắt đầu là mình phiền não, mình bắt đầu là mình đổi thái độ đối với họ. Đó là do mình không có khéo trong cái việc tu tập tứ vô lượng tâm. Cái tầng cao nhất của tứ vô lượng tâm là cái tâm xả vô lượng, có nghĩa là mình hiểu mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Thành ra mình lên tới tam thiền rồi thì mình phải bỏ tam thiền, bỏ hỷ bỏ lạc để chi chứng tứ thiền. Thì tam thiền là chỉ còn bỏ lạc thôi, lên chứng tứ thiền để mình tu tập xả vô lượng tâm, nó là cái tầng cao nhất trong tứ vô lượng tâm. Cho nên có nhiều lúc đó, sư nói vui, có người hỏi sư sao mà giúp người ta mà giúp giờ nó không giúp nữa. Thì sư nói kêu tu tập tâm từ mà sao không giúp. Thì sư mới nói vui thôi, thì bây giờ hết từ rồi, giờ còn xả thôi. Có nghĩa là giúp thì giúp tới đó thôi, còn bản thân họ thì họ không chịu, họ quá lắm rồi, mình chịu hết nổi rồi, thôi giờ mình xả bỏ không giúp nữa. Thì đương nhiên cái đó nói vui thôi, tại vì cái chuyện mà tâm áp dụng ứng dụng cái tâm từ của mình ấy, nó sẽ có một chút khác biệt ha. Và đối với Phật giáo, còn những tôn giáo khác thì cái định của họ tới đây là hết rồi. Riêng Phật giáo
Thì còn một thứ nữa, nó là định dự phần vào thể nhập. Quý vị ráng ghi cái khái niệm này ha. Tại vì sau này nếu mình nghiên cứu kinh điển, mình có thể mình sẽ gặp là định dự phần vào thể nhập. Thì định dự phần vào thể nhập ấy, theo Thanh Tịnh Đạo giải thích, đó là khi mình đắc định, mình dùng cái định đó, mình tác ý đến ly tham, ly dục chứ, tác ý đến cái chuyện ly dục. Khi mà mình ly dục thì mình sẽ ly tham, và khi mình ly tham thì mình sẽ hướng đến giải thoát. Có nghĩa là mình dùng cái định của mình ấy để mà mình hướng đến cái sự giải thoát khỏi các cái khổ. Cụ thể ở đây là cái gì? Thứ nhất là mình xa lìa dục ái. Có nghĩa là mình xa lìa những cái sự hưởng thụ. Xa lìa cái sự hưởng thụ. Cái thứ hai là mình xa lìa cái hữu ái. Xa lìa cái hữu ái. Có nghĩa là mình xa lìa cái sự mong cầu hiện hữu, xa lìa cái sự mong cầu tái sanh. Cái thứ ba là mình xa lìa cái phi hữu ái. Có nghĩa là mình xa lìa cái chuyện yêu thích, cái sự tận diệt. Tại vì có hai cái đối tượng. Một cái đối tượng ấy, là họ thích cái sự trường tồn vĩnh cửu. Họ quan niệm là mọi thứ trên đời là trường tồn vĩnh cửu, cho nên là họ truy tìm những thứ trường tồn vĩnh cửu. Thì mình gọi nó là những người hữu ái, có là yêu thích cái sự hiện hữu. Nhưng mà một số người họ lại quan niệm chết là hết, không có đời sau kiếp khác, không có tái sanh luân hồi. Cho nên họ quan niệm là mình không có cái sự diễn tiến của đời sau kiếp khác. Thì mình gọi những người đó gọi là phi hữu ái, có là họ yêu thích cái sự tận diệt. Ngoài ra nó còn có sắc ái, là yêu thích ở trong cái thiền định các cái tầng sắc giới, như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi vô sắc ái là cái sự đam mê ở trong các cái tầng thiền vô sắc, như là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Thì khi mà mình xa lìa các cái dục thì mình sẽ xa lìa các cái ái, và nhờ đó mình sẽ ly tham, mình sẽ không còn mua ham muốn tái sanh nữa, mà nhờ ly tham mà mình sẽ dẫn đến giải thoát. Đó gọi là định mà dự phần vào thể nhập. Cho nên tốt nhất, cái định mà tốt nhất ở trong Phật giáo, đó là định ở trong Bát Chánh Đạo. Là gồm có cái gì? Bát Chánh Đạo gồm có gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thì nó thuộc về định. Nó thuộc về định học. Có nghĩa là nó bao gồm luôn cả chỉ và quán. Nhớ nhỉ? Nó bao gồm luôn cả chỉ và quán. Thiền chỉ hay còn gọi là Samatha, có nghĩa là 40 đề mục thiền định. 40 đề mục thiền định như là đất, nước, lửa. 10 đề mục cá xí ná: đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng. Rồi 6 cái đề mục tùy niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên. Rồi 4 cái đề mục phạm trú như là từ bi, hỷ, xả. Rồi niệm thể trược, niệm sự chết. Đó là những cái đề mục như vậy. Tổng cộng là có 40 đề mục thiền chỉ. Nó giúp cho mình chứng được từ sơ thiền cho tới tứ thiền. Và sau đó là còn có 4 cái đề mục thiền vô sắc, như là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đó là 4 cái đề mục vô sắc. Tổng cộng như vậy
thì mình gọi nó là thiền chỉ, hay còn có nơi thì còn gọi là thiền định. Còn thiền quán nó là tứ niệm xứ, quán thân thọ tâm pháp. Và khi mà nói quay trở lại bài, thì khi mà nói như vậy đó, thì định nó sẽ có hai thứ. Thứ nhất là cái định nó sẽ ô nhiễm khi nào? Khi mà mình liên hệ tới dục thì nó sẽ khiến cho cái định mình ô nhiễm. Cho nên nhớ ha, khi tu tập chánh niệm tỉnh giác, nếu mà phát hiện ra dục, ngay lập tức loại nó qua một bên, không chú ý tới nó nữa. Cái thứ hai là cái định của mình nó sẽ thanh tịnh khi mà mình ly dục. Định sẽ thanh tịnh khi mình ly dục. Thì một số vị đó, khi mà họ ly dục, họ tu tập thiền định, thì họ sẽ có được một số cái loại thần thông. Tu tập thiền chỉ mà tới cái mức cao nhất ấy, thì họ sẽ có thần thông. Thành ra khi mà nhắc tới thần thông thì mình nên hiểu thần thông nó có nhiều cách để có. Thứ nhất là có ở các cái bậc chứng thiền và ly dục. Những bậc chứng thiền thì chắc chắn là họ sẽ ly dục, cho nên không có cái chuyện mà một vị chứng thiền đắc thần thông mà họ lại đi phô diễn cái thần thông của họ. Ví dụ như họ biết đời sau kiếp trước mình từng là cái gì, mình gây ra nghiệp gì, họ đi họ phô diễn cái chuyện đó để chi? Họ thu tiền của mình. Chuyện đó không có, không bao giờ xảy ra. Một vị chứng đắc thần thông là họ đã ly dục, và họ ly dục cho nên họ không bao giờ họ phô diễn để mà họ kiếm lợi nhuận. Sư đang nói là cái người mà cư sĩ ha, coi như hoặc là đạo sĩ các loại, không phải là tu sĩ Phật giáo. Ngay cả những người như vậy đó, mà nếu như họ có được thần thông nhờ vào thiền định, thì họ cũng không bao giờ dùng cái đó để mà họ kinh doanh. Cái thứ hai là thần thông do nghiệp sanh. Có nghĩa là có một số người hoặc là một số chúng sanh, ví dụ như chư thiên dục giới, mặc dù là họ không có thiền định nhưng họ vẫn có thần thông, đó là thần thông do nghiệp sanh. Hoặc là một số người họ nhờ một cái nghiệp nào đó trong quá khứ, họ có thể biết được kiếp trước kiếp sau, họ biết được, đó là thần thông do nghiệp sanh. Nhưng mà thần thông do nghiệp sanh á, nó nguy hại ở chỗ là anh có thần thông không có nghĩa anh có chánh kiến. Giống như có một lần vua Vasenadi kiếm một cái vị đồ tể đao phủ á, coi như là để có cái người mà phạm tội tử hình á, thì cái vị này có trách nhiệm là chặt đầu. Thì kiếm hoài không ra, thì có một anh ảnh xung phong, ảnh xung phong ảnh làm cái nghề này. Thì vua bác sĩ nó đi mới hỏi là tại sao vậy. Thì cái anh này anh mới nói là sướng lắm thưa ngài, nhờ tôi làm cái nghề này á, mà suốt 7 kiếp rồi tôi sanh thiên, 7 kiếp rồi tôi sanh thiên, tôi nhớ được kiếp trước mà 7 kiếp rồi tôi sanh thiên, mà 7 kiếp rồi á tôi sống sung sướng vô cùng, mà cái nghề mà tôi làm á toàn bộ là đồ tể mà tôi, hoặc là tôi làm đao phủ tôi giết người, hoặc là tôi giết con này tôi giết con kia, sống cả đời vậy đó, 7 kiếp rồi. Cho nên tôi thấy là cái làm cái chuyện này là nó tốt vô cùng, nó giúp cho tôi được lên trên đó. Thì khi vua Bát Xê Na Đí hỏi Đức Phật, đang có chuyện này hỏi Đức Phật, Đức Phật nói là do cái người này nè, 7 kiếp về trước từng cúng dường một vị Phật độc giác, và nguyện là do cái phước này á cho con nhớ được tiền kiếp, nhớ được tiền kiếp. Cho nên khi mà ảnh sanh ra đó, là kiếp nào ảnh sanh ra ảnh cũng nhớ được kiếp trước hết á. Nhưng mà nhờ cái phước của ảnh cúng dường một bữa ăn cho Phật độc giác, cho nên những cái ác nghiệp mà ảnh làm ấy, nó không có chỗ, nó không, nó sẽ bị cái thiện nghiệp nó quá mạnh thì nó sẽ đẩy lên, nó lấn lướt. Cho nên 7 kiếp liên tục ảnh sanh cõi trời cõi người, mặc dù ảnh làm chuyện ác vô cùng ác, mà do ảnh nhớ trí nhớ tiền kiếp của ảnh ấy,
ảnh đinh ninh là cái chuyện mà ảnh làm ác, nó giúp ảnh đưa lên trên, đi cõi trời. Và Đức Phật nói, cái người này nè, nhưng mà ảnh chỉ hưởng được cái phước cúng dường Phật độc giác 7 kiếp thôi. Hết 7 kiếp do cái nghiệp đó anh sẽ phải xuống địa ngục. Mà ảnh cái anh này không biết chuyện đó. Cho nên ý, cái thần thông có được do nghiệp, nó rất là nguy hiểm. Thì mình thấy là đây đó trên báo đài hoặc báo nước ngoài cũng có nữa. Có một số người họ có trí nhớ tiền kiếp, chuyện đó có. Họ nhớ được tiền kiếp của họ, cái chuyện đó có nha. Nhưng mà mình nên nhớ cái chuyện đó nó rất hạn chế, rất là hạn chế. Và mình cũng không có nên tin theo và mình cuồng tín mình đi theo họ. Bởi vì sao? Cái người có được những thứ đó không có nghĩa là họ có chánh kiến. Như cái thí dụ nãy sư nói đó, họ có thể họ nhìn họ thấy là hồi trước mình từng làm chuyện đó đó, rồi họ nói, nhưng mà chưa chắc. Ví dụ như họ nói nhờ kiếp trước cô giết người cho nên là kiếp này cô giàu, cho nên bây giờ cô muốn giàu cô ráng cô giết người tiếp, thí dụ như vậy. Hoặc là cô nói là ví dụ như hồi trước bây giờ cô nghèo đúng không, nhưng mà hồi trước là cô từng giết con chó cho nên bây giờ con chó nó ám cô ra cô nghèo. Có thể là do nghiệp, cái thần thông do nghiệp thì họ có thể họ biết, nhưng mà họ không hiểu được nhân quả. Nhớ như vậy, nhân quả nó không vận hành cái kiểu đó. Quý vị đã từng học luật rồi, từng học ít nhất cơ bản là năm giới của người cư sĩ đại gia, quý vị có còn nhớ là cái nguyên nhân nghèo là do đâu không? Còn đâu nữa? Trộm cắp. Chính do cái nghiệp trộm cắp nó khiến cho mình đời sau kiếp khác, giàu cho mình có giàu đến đâu đi chăng nữa thì nó cũng sẽ phải tán gia bại sản. Còn cái nghiệp mà mình giết con này giết con kia, nó dẫn tới quả báo nào? Có ai nhớ không? Bệnh hoạn chết sớm. Nó như vậy. Và xin thưa với quý vị là ngay cả như mà ví dụ như kiếp trước mình giết con chó đi chăng nữa, mà kiếp này mình phải bị bệnh mà mình bị chết sớm ấy, chưa chắc là do cái nghiệp mình giết con chó đó. Mỗi khi mình giết cái con khác, đời kiếp kiếp mình giết biết bao nhiêu con mà mình nhớ, mà có chắc phải cái con đó hay không? Thưa sư, có một cái việc mà con không biết đây gọi là cái gì. Tại vì ba của đệ tử đó, là không có con gì hết. Chẳng có biết Phật pháp gì, nhưng mà ổng có thể biết trước chuyện gì sắp xảy ra. Thì không vấn đề á. Đó là gọi là cái gì? Thì thứ nhất là sư nói là nhờ cái thần thông mà có do nghiệp. Thì có một số người nhờ cái nghiệp của họ đó mà họ có một chút xíu cái khả năng nhất định. Nhớ ha, họ có chút xíu khả năng nhất định. Thì cái năng thì đó. Nhưng mà Đức Phật nói thì cái năng lực này không có giúp họ giải thoát. Tại vì sao? Họ phải có chánh kiến thì họ tu. Và khi họ tu á, họ phải bỏ cái thần thông mà họ đang có. Họ phải bỏ. Chỉ khi nào họ bỏ được thì họ mới có tiến bộ trong đạo quả. Còn nếu như họ không bỏ được là họ không có tiến bộ. Đó là do cái thần thông do nghiệp. Thì đó, nó như vậy. Còn cái loại thần thông thứ ba là loại thần thông có do bùa chú, hoặc có do những cái phương pháp rèn luyện của ngoại đạo. Ví dụ như bói toán, nó cũng là một loại bùa chú đó. Bói toán. Hoặc là Ấn Độ, nó có một số loại bùa. Mà xin thưa với quý vị là bây giờ mấy cái bùa Thái Lan, bùa Campuchia, bùa ông, bùa cha, bùa Tàu, nó không có bằng một chút xíu cái bùa Ấn Độ hồi xưa đâu. Bùa Ấn Độ hồi xưa nó có thể giúp cho mình có được ngũ thông, có là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông. Không cần tu luôn, họ chỉ cần có cái bùa đó thôi là họ xả láng hết á. Nó giống như xưa từng nghe cái chuyện đó, cái người này ông ở nước ngoài, ở Mỹ hay là ở Canada gì đó, gọi điện về Việt Nam kể chính xác những chuyện đang xảy ra ở Việt Nam. Có rồi, khi mà cúp máy rồi á, cái cô này cổ nói xấu,
cô không có tin cô nói xấu. Hôm sau, hình như là hôm sau hay ngay lập tức gọi điện lên một lần nữa, nói là sao cô nói xấu tôi. Chuyện đó có nha. Thì có một số loại bùa của ngoại đạo có thể làm được chuyện đó. Không, không, không hề. Thì cái thế giới tâm linh ở bên ngoài đó, thì họ có thể dùng rất nhiều những cách mà họ đạt được cái thần thông. Giê-xu nói có ba loại thần thông. Thần thông đầu tiên là do chứng thiền. Cái người chứng thiền là họ ly dục, cho nên cái người mà có được thần thông nhờ vào chứng thiền, họ sẽ không đem cái thần thông đó ra họ kinh doanh. Cái thứ hai là thần thông do nghiệp sanh. Cái thứ ba là thần thông do bùa chú. Thì tất cả những thứ này thì Đức Phật nói bản thân nó là một trở ngại. Bởi vì sao? Họ có thấy cái kiểu gì đi chăng nữa thì cái thấy của họ vẫn chưa có đúng. Chưa có đúng. Họ không thấy rõ như là Đức Phật thấy. Nhưng mà họ lại ỷ vào cái thần thông mà họ có đó. Họ chết cứng ở chỗ đó. Họ không có đi xa hơn được. Họ không có tu tiếp. Cái Đức Phật kêu bỏ họ không dám bỏ. Và cái Đức Phật nói là sai thì họ không đồng ý là sai. Vì rõ ràng họ thấy như vậy. Quý vị biết là trong các cái thứ mà tà kiến ấy, có một thứ là tà kiến kiên cố, dựa trên cái sở chứng sở đắc của bản thân. Ví dụ như cái người họ tu thiền, họ chứng thiền, họ rõ ràng họ nhìn thấy được kiếp trước của họ. Họ thấy rõ ràng năm kiếp về trước, 10 kiếp về trước, 50 kiếp về trước là tôi từng ở Phạm Thiên. Nhưng mà trước đó nữa là không có. Trước đó nữa là cỡ 50 kiếp về trước là tôi không có. Rồi tự nhiên là do cái phiền não mà tôi sanh ra là tự nhiên tôi có mặt. Và rõ ràng tôi khi mà tôi nhìn về tương lai 50 kiếp về sau tôi sẽ biến mất hoàn toàn. Thì Đức Phật giải thích cái người mà nhớ được về tiền kiếp ấy, nhưng mà họ nhớ ngay cái lúc mà họ làm chư thiên cõi trời phi tưởng phi vi tưởng, do cái cõi trời đó tuổi thọ quá lâu mà cái trí nhớ tiền kiếp của họ không thể nhớ hết được cái tuổi thọ của cõi trời đó. Nó giống như mà mình bắn ở ánh sáng, mình bắn một cái mũi tên vào bóng tối, mình sẽ theo dõi được cái mũi tên, mình nhìn thấy được một đoạn và sau đó mình mất dấu. Cho nên ấy, cái người mà nhìn vô cái kiếp quá khứ, mà vô ngay cái kiếp họ từng làm phạm thiên phi tưởng phi vi tưởng, họ sẽ thấy là trước đó tôi không có. Bản thân tự tánh tôi là vốn dĩ nó trong sạch, nó không có, không có cái gì hết á. Mà do bắt đầu nó có phiền não, bắt đầu nó sanh ra chúng sanh, bắt đầu nó có chúng sanh. Và khi mà họ nhìn về tương lai, họ nhìn vô chúng ngay cái kiếp họ làm phạm thiên phi tưởng phi phi tưởng, họ cũng theo dõi một đoạn, nhưng mà họ theo dõi không có hết. Thì họ sẽ thấy là 50 kiếp về sau, xin ví dụ con số 50 thôi, 50 kiếp về sau họ sẽ biến mất hoàn toàn. Họ nghĩ đó là cái sự diệt độ của họ. Họ nghĩ đó là cái họ sẽ chứng đắc Niết Bàn. Họ sẽ có một suy nghĩ từ trước ta không có và về sau ta cũng không. Không đến, không đi, không có gì. Nguy hiểm như vậy. Tại vì những người họ có một chút xíu chứng đắc, có một chút xíu thần thông, họ sẽ chết cứng ở trong đó. Đây là sư nói về cái người muốn tu đó nha, là bản thân cái thần thông nó đã là một cái trở ngại. Huống chi là cái người dùng cái thần thông để mà làm những cái việc bất chính. Và nói về thần thông thì Đức Phật nói cái người mà thích khoe thần thông ấy, nó giống như cái người nữ mà vén cái váy lên để mà khoe cái chỗ kính. Đức Phật nói rất là nặng. Đức Phật chỉ trích cái thần thông. Ngài nói rất là nặng. Ngài nói thần thông không có là cái gì để khoe hết ấy. Cho nên trong giới luật Đức Phật cấm chư tỳ kheo phô diễn thần thông. Riêng Ngài Mục Kiền Liên là ngoại lệ. Bởi vì Ngài đệ nhất thần thông. Và do cái bổn nguyện của Ngài là như vậy, cho nên là Đức Phật
coi cho cái đó là ngoại lệ, còn tất cả những việc còn lại Đức Phật cấm. Còn cái chuyện mà ví dụ như là mình hay kêu là vong nhập là phi nhân này nọ đó, thì theo Phật giáo thì không có cái chuyện mà một cái con nào đó, một cái phi nhân nào đó nó chui vô trong người của mình. Trường hợp đó có đó, nhưng mà nó không có nhiều. Ví dụ như có trường hợp là một lần là một cái con như là dạ xoa chẳng hạn, nó chui vô bụng Ngài Mục Kiền Liên, và Ngài Mục Kiền Liên dùng cái thần thông của Ngài để mà Ngài đuổi nó đi, thì cái đó có. Nhưng mà trường hợp đó không nhiều. Đa số á, mà mình gọi là vong nhập hay là các cái trường hợp tương tự như vậy, là các cái hàng phi nhân nó tác động vô cái suy nghĩ của mình để mà làm theo cái ý của nó thôi. Có nghĩa là nó dùng cái năng lực thần thông của nó để nó tác động lên mình. Ví dụ như là mình nó sẽ sai khiến mình làm những chuyện này chuyện kia, nó ngược đời, cái đó thì có. Chẳng hạn như lần Ngài A Nan chăm sóc Đức Phật, Đức Phật đã gợi ý cho Ngài A Nan là Ngài có thể sống tới trọn kiếp bằng vào bốn cái như ý túc, bằng vào tứ như ý túc. Nếu muốn Ngài có thể sống tới trọn kiếp, thì cái trọn kiếp ở đây thì có hai cái lời giải thích. Cách giải thích thứ nhất là sống trọn kiếp của loài người, có nghĩa là sống trọn tuổi thọ 100 năm. Giải thích thứ hai là sống trọn kiếp trái đất, sống trọn cái kiếp cái quả địa cầu. Mà bởi vì năng lực của cái bốn cái pháp này đó, bốn cái tứ nhị túc, thì nó có thể giúp cho người ta kéo dài tuổi thọ đến suốt cái quả địa cầu, tuổi thọ ngang bằng cái quả địa cầu, có thể làm được cái gì đó đối với người tu tập được tứ nhị túc ha. Cho nên thì đa số là mọi người nghiêng về cái giả thuyết thứ hai hơn, có nghĩa là Đức Phật gợi ý là nếu muốn bằng tứ nhị túc, Ngài có thể kéo dài tuổi thọ ngang với quả địa cầu suốt một kiếp. Thì ác ma thiên tử ma vương ấy ám cái tâm của Ngài A Nan, làm cho Ngài A Nan không có hiểu. Cho nên Đức Phật gợi ý ba lần, Ngài A Nan không nói gì hết, do Ngài không có hiểu. Nếu như Ngài hiểu là Ngài đã thỉnh Đức Phật trụ thế tiếp rồi, nhưng mà Ngài không có hiểu, do ác ma thiên tử họ ám. Thì sau khi Ngài A Nan lui thì ác ma mới hiện thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn, và Đức Phật nhận lời. Và cái cách để mà đối phó thì như sư nói, sư đã nói ngay từ đầu. Thứ nhất, làm phước hồi hướng phước, thì những cái oan trái của mình nó sẽ hết, sẽ hóa giải. Và cái thứ hai là mình rải tâm từ đối với người ta. Mình phải biết cách tu tập tâm từ và biết cách rải tâm từ. Cho nên ở cái lớp ấy, khi mà quý vị thực hành tu tập cái rải tâm từ, thì sư có hướng dẫn, tuy nhiên không có cơ hội để mà hướng dẫn riêng từng người, không có cơ hội để mà hỏi coi là mỗi người trong số quý vị thực hành tới đâu rồi, có những cái vướng mắc gì trong suốt quá trình ngồi thiền, sư chưa có cơ hội để hỏi. Thì sư nghĩ như thế này nè, thì có hai cách. Một là có thể là ngày chủ nhật thì quý vị tới chùa, ví dụ tới 6 giờ tụng kinh xong, 6 rưỡi xuống dưới. Những ai mà còn thắc mắc hay cần trình pháp, trình bày những cái vấn đề mà mình gặp phải khi mà hành thiền, quý vị cần thắc mắc để xem coi là mình hành thiền như vậy đúng hay chưa, và làm sao để tiến bộ hơn nữa, thì có thể gặp sư. Sư ở đây, sư để sư trả lời câu hỏi, sư sẽ giúp đỡ. Sư, có hiểu là nửa tiếng sư? Không. Hành thiền tốt nhất đừng có quy định thời gian, tại vì tùy theo cái thể trạng mỗi người. Có người thì nửa tiếng với họ là đã đủ rồi, nhưng mà có người nửa tiếng với họ chưa thấm vào đâu á, họ ngồi chưa có nóng giò nữa là họ đã hết nửa tiếng rồi. Cho nên cái chuyện mà thời gian ấy, nó không cố định ở mỗi người, cho nên cái nửa tiếng khó nói lắm. Mà như sư nói, đối riêng với cái chuyện mà tu tập cái tâm từ ấy,
là ngay cả mình an trú trong cái tâm từ, trong một cái khẩy móng tay thì nó đã là vô lượng công đức. Cho nên nửa tiếng thì đương nhiên là quá quý, nhưng mà nếu không được nửa tiếng thì thậm chí trong một cái khẩy móng tay cũng được. Và tốt hơn hết là mình ứng dụng cái tâm từ đó trong suốt cái quá trình hàng ngày của mình, từ lúc mở mắt tới lúc nhắm mắt. Và xin nói còn cái hồi nãy là cách thứ nhất. Cái cách thứ hai là có thể là buổi chiều thì sư ở chùa, thì sư nghĩ là cố định khoảng 5 giờ đi. Thì nếu như mà cỡ 5 giờ chiều các ngày ở trong tuần, các vị thực hành ở nhà hoặc thực hành ở chùa mà có những cái thắc mắc nào hoặc là cần cái sự hướng dẫn thì có thể đến chùa gặp sư, sư sẽ hướng dẫn. Và nhớ như vậy nè, cái năng lực của tâm từ của mỗi người nó mỗi khác. Có người nó chỉ giống như là một cái chung nước nhỏ thôi. Có người cái tâm từ của họ nó giống như một cái ao nước lớn. Muốn cái tâm từ của mình có cái năng lực giúp người ta đó, thì tâm từ của mình nó phải như một cái ao nước. Có nghĩa là họ muốn tắm thì họ tha hồ họ tắm, họ muốn uống họ tha hồ họ uống. Chứ còn cái tâm từ của mình cỡ như cái chung nước thôi, mình uống còn không đủ thì uống làm sao mình cho người ta. Cho nên phải nói là mình phải ráng tu tập cái tâm từ thôi quý vị. Để chi? Để mình mở rộng cái tâm từ của mình ra. Đối với một số người á, họ tu tập tâm từ mạnh mẽ, mình chỉ cần mình ở kế bên họ thôi mình đã thấy thoải mái. Chuyện đó có. Có một số người á, mình chỉ cần ở gần họ thôi là tự nhiên là mình thấy an vui, mình thấy an lạc. Những cái chuyện mà toan tính này nói là cái chuyện nhỏ, cái đó có. Đối với những người tu tập từ tâm, hoặc là thậm chí bằng cái năng lực tâm từ của họ, họ rải tới mình là mình đã có thể cảm nhận được cái sự mát mẻ. Đó là năng lực của từ tâm. Nhưng mà muốn được như vậy thì mình phải tu tập một cách từ từ, và mình phải chịu tu tập. Chứ còn bây giờ mỗi tuần quý vị tới một lần, mình ngồi nửa tiếng đi kinh hành nửa tiếng mà quý vị coi như vậy là đủ á, thì sư rất là e ngại là cái năng lực từ tâm của quý vị nó không giúp được bao nhiêu hết. Nó không giúp được bao nhiêu. Thì đó, cho nên là sư mới nói là cần có thời gian để mà gặp sư, cần phải gặp để mà sư hỏi là ngồi như thế nào, kinh nghiệm như thế nào, để sư hướng dẫn từng ly từng tí một để mới có cái phát triển. Chứ còn mà quý vị cứ lẳng lặng tới mà ngồi rồi lẳng lặng mà đi, sư không hỏi được cái gì hết thì làm sao mà biết được cái gì tu đúng hay tu sai. Thì sư nói đó, thí dụ như các ngày trong tuần thì buổi sáng thì không tính đi, mà buổi chiều á, thì buổi chiều hoặc là buổi tối thì có thể gặp sư, thì buổi chiều buổi tối thì có thể gặp sư, thì sư sẽ hướng dẫn nha. Hoặc là chủ nhật thì có thể như tụng kinh, thì sau 6:30 tụng kinh xong thì xuống đây, nếu mà còn ai đó mà cần hỏi thì sư sẽ hướng dẫn đó. Rồi thì coi như bài giảng tới đây là hết đi. Và lần sau thì sư sẽ trình bày những cái điều kiện để mà mình tu tập thiền định. Và những cái phần giảng ngày hôm nay đó, nếu như mà có cái lợi ích nào giúp cho quý vị trong cái tu tập giải thoát thì đó là nhờ vào trí tuệ của Đức Phật và chư Thánh Tăng. Còn nếu như mà có cái sơ suất nào trong cái cách trình bày cũng như nội dung thì đó là sơ suất của cá nhân sư. Và mong cho quý vị được an vui. Bây giờ mình chắp tay hồi hướng ha. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chiran rakkhantu sasanam. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chiran rakkhantu desanam. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chiran rakkhantu mam param.
Itavata ca ammehi sambetam punya sampadam sabbe deva anmodantu sabba sampatti siddhiya. Itavata ca ammehi sambetam punya sampadam sabbe bhutta anmodantu sabba sampatti siddhiya. Itavata ca ammehi sambetam punya sampadam sabbe satta anumodantu sabba sampatti siddhiya. Idam me nyatinang putu sukita huntu nyatayo. Idam me yatinang hotu sukita huntu nyatayo. Idam me yatinang hotu sukita huntu nyatayo. Idam me punyang aswa kaya wahan hotu. Idam me punyang nipanasa pacayo hotu. Mamang punyam pagang sabasattanang dima. Sadu, sadu, sadu.